Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ăn Củ Tỏi Do It Yourself. Trong clip chia sẻ của tuần này, mình xin hướng dẫn cho các bạn cách làm một chiếc ốp điện thoại bằng vải nhé. Đầu tiên các bạn hãy chuẩn bị cho mình một chiếc ốp điện thoại nhựa trong. Cắt một mảnh dưỡng báo kích thước bằng lòng trong của miếng nhựa đó và các bạn chuẩn bị thêm một miếng vải chống thấm như thế này nữa. Sau đó các bạn ốp dập vào bên trong của miếng nhựa. Rồi dùng bút sang dấu phần camera lên dập báo nhé. Sau đó thì các bạn ốp dập báo lên vải và sang dấu sát xung quanh cái dập này. Rồi các bạn hãy dùng kéo và cắt sát vào đường sang dấu. Ở đây thì mình hướng dẫn các bạn làm ốp điện thoại iPhone. Các bạn có thể tự làm ốp điện thoại của các cái hãng điện thoại khác như là Samsung, Nokia hay là Oppo nhé. Mảnh dập báo thì các bạn cũng dùng kéo để cắt lỗ khoanh camera, sau đó thì ốp lên vải và sang dấu cái phần lỗ khoanh tròn đó. Sau khi đã khoét cái lỗ đó ở trên vải thì là các bạn đã có thể thay áo mới cho chiếc điện thoại của mình rồi đấy. Các bạn cũng có thể tự làm cho mình thêm một chiếc túi và một chiếc ví đồng bộ với vỏ ốp điện thoại như thế này, để mình luôn được nổi bật trước đám đông vì có những món đồ handmade vô cùng độc đáo nhé. Chúc các bạn thành công và các bạn cũng đừng quên click vào nút subscribe của kênh YouTube Ăn Củ Tỏi Do It Yourself để trở thành người đầu tiên được xem video mới của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip chia sẻ tiếp theo vào 20h30 tối thứ 6 tuần sau nhé.